Ngày 11 tháng 9, huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hoành Bồ tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hoành Bồ với tên gọi Khởi nghiệp sáng tạo. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Triệu Đức Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Lê Xuân Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp huyện, các ngân hàng đứng chân trên địa bàn huyện, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh và các địa phương. Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ huyện Hoành Bồ mang tên Khởi nghiệp sáng tạo, nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện với 30 thành viên đầu tiên. Ban chủ nhiệm lâm thời do anh Nguyễn Trung Kiên, giám đốc công ty cổ phần truyền thông G9 làm chủ nhiệm, nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc cách mạng 4.0 trên lĩnh vực phát triển kinh tế trong thanh niên, khích lệ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Hoành Bồ, đồng thời giúp đỡ và định hướng cho thanh niên khởi nghiệp thêm nhiệt huyết trên tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới tư duy trên con đường lập nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của huyện trong những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Triệu Đức Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao sự mạnh dạn của huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện với việc thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ huyện Hoành Bồ với tên gọi Khởi nghiệp sáng tạo. Đồng chí khẳng định đây là hướng đi đúng đắn của tuổi trẻ huyện nhà để bắt kịp với định hướng chung của huyện, tiên phong gương mẫu trên mọi mặt trận, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Đồng chí nhấn mạnh, lộ trình phát triển của huyện đã được đặt ra là tới năm 2025 phấn đấu trở thành thị xã Hoành Bồ. Năm 2021, huyện tự chủ về chi thường xuyên. Trong phát triển kinh tế, huyện khuyến khích phát triển công nghệ cao và sạch trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Huyện sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên các doanh nghiệp địa phương. Huyện cũng đã thành lập tổ giúp việc hỗ trợ doanh nghiệp do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm tổ trưởng, luôn luôn đồng hành hỗ trợ, giải quyết nhanh nhất hồ sơ thủ tục cho các doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ, đồng hành cùng phát triển, góp phần vào sự lớn mạnh chung của huyện. Tại lễ ra mắt, huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã phát động quỹ khởi nghiệp với mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại huyện và các dự án khởi nghiệp sáng tạo của đoàn viên thanh niên, sinh viên trên địa bàn huyện đang khó khăn về vốn và ý tưởng. Ngay tại buổi phát động, quỹ khởi nghiệp đã quyên góp được 170 triệu đồng. Nguồn quỹ sẽ dành ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Hoành Bồ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao.